Giọt nhé, ịp em. Mình đi nhắn nhé. Hello, em xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì em với ịp em làm clip đi ra con ba cáp của này nhá. Hôm nay ịp em và em thì chuẩn bị đi bắt bò cáp cho mọi người. Bắt bò cáp nướng cho mọi người nhá. Thôi bây giờ anh em mình sẽ đi thôi mọi người ạ. Đi. Nhưng kia trời mưa như thế này. Ở trong đây em sợ rớt xuống. Đó con bắt cáp nhỏ thôi. Đây là lũ con bắt cáp đây. Con bắt cáp thôi. Như này rồi. Đây. Tươi như vậy. To á. To hả? To á, ý hết. Đây. Đây này. Chắc là hai con á. Hai con hả? Mất lũ thì hai con mọi người nha. Chắc là lũ này. Lũ nhỏ này thì một con thôi. Đây, 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 đây. Sợ nó cắn. Từ từ. Mũi quá nhỉ.
Ở đây nó chích mình đo lắm mọi người nha. Cho nó cắn thôi. Đây. Bà cáp đây mọi người. To nhỉ vép. Ừ. Bỏ chỗ tung đây đây. Cắt. Cái càng giúp càng ngon cua mọi người. Đây. Đây đây, thét rồi. Đây được. Đây này. Đây này. Nó đây này. To nhỉ. Chạy đi đâu nữa mày. Đây nó chích mình đau á mọi người. Cái càng nó cắt liền luôn mọi người. Càng nó đây nè mọi người. Hai con đây nha mọi người nha. Bấm nữa. Lên này đi được. Nó quá nhỉ. Ta này bắt con nào có nó. Con dê hả? Lấy cái to đi hả? Con dê, mẹ không? Bật. Đây, to nhỉ? Ui, nó cắn á. Nó cắn á, mọi người đau á. Chết đi. Này bò trong tối thôi. Bò chưa đo sẵn. Đây đâu. To á nhỉ. Con nó nhiều lắm mày bắp. Đây. Sao? Đây hả? Được. Chạy đi đâu hả? Nó chết. Chết cái ăn mọi người. Thì thôi. Ê.
Đây. Cái đèn nó chích nữa. Bỏ đi. Cắt đi em luôn rồi. Con nó như nhỏ không bắt đâu nhỉ thầy bếp. Đi ra đi nhỉ. Cắp đây. Đèn nó chích mình đau á mọi người. Đây. Chạy đi đâu nữa. Căm hả? Bò vào thuốc này đây. Đây yên. Ui, cắt hả? Quý nha mọi người nhá. Ngày hôm nay Ipep và Ian thì bắt bò cắp đấy mọi người. Tại vì mình kiếm bò cắp thì cũng rất là khó mọi người. Tại vì ngày trời mưa như này thì mình kiếm thì cũng rất là khó mọi người nhá. Tại vì mình kiếm chỗ cao su kia tới qua bên này thì cũng ít rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nương thôi Ian nhỉ. Đi nhá mọi người. Đây. Đây cánh lúa của Ian hả Ian? Dạ. Lúa của Ian rất là đẹp lắm mọi người. Thế nó căn nhau luôn. Được xong rồi. Đào quá. Con chim cắn mình. Đào con này đây. Thế này thôi đúng như bếp. Ừ.
rồi. Tay ăn này bỏ cá đây mọi người. Thì mòn bà cáp anh em mình đi bắt thì chín thôi cả nhà. Thôi bây giờ anh em mình ăn thôi mọi người, ăn chơi nữa mọi người. Ăn đi bếp. Ăn bằng tay thôi nhá mọi người nhá. Ăn bằng tay thì ngon hơn nhỉ. Đây mọi người, đây con bà cáp anh em mình đi bắt đây cả nhà. Bà lên ngon. Ngon hả? Giọt nhá, đi bếp. Mình nhắn nhá. Ngon lắm. Quá ngon nhỉ? Dạ, quá ngon. Ăn thế này, ngon. Đây. Rất là ngon luôn. Hôm nay thì đi đâu con bà cáp thì hơi khó tí mọi nhá. Tại vì mưa mà mọi người. Hôm nay đưa vô ăn như lắm. Cần đi nha. Dạ. Về nhà uống nước mắt đi. Ngon nhỉ? Dạ. Đây. Lơ được chứ? Không ăn con bà cao không ăn lắm mình. Quá là ngon. Ngon nhỉ? Trong bụng nó đây thì cái chân nó như lắm mọi người nha. Chân ăn được ngon nhỉ? Dạ. Đây, cái gì đây anh? Càng hả?
Ăn cái cam nó như thịt và mềm vậy. Tại vì mùa này mình kiếm bò cặp cũng rất là khó nhỉ. Không biết cái gì ta, trứng hả? Dạ. Trứng mình ăn thì nó hơi đó. Hay gì? Nó hơi giống như đắng 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 tí. Đắng. Dành đắc ăn cũng đắng này phải không? Đắng hả? Ăn ít nữa. Chắc ăn ít thôi. Tại vì ít ít có chân buồn mà. Ăn ít rồi. Ăn ít nữa thì đắng chứ. Ăn ít đấy. Còn nhiều mà. Còn nhiều gì ăn đi. Ăn cái này thì mình ăn cái này ngon hơn nhá mọi người nhá. Quá ngon. Thôi mọi người, bây giờ thì Yan và Ibab xin phép dừng lại clip tới đây mọi người nha. Nếu mọi người đã thấy video hữu ích nhớ đăng ký kênh để Ibab và Yan có động lực ra với sau bạn mọi người nha. Bye bye.